6 tuổi. Bây giờ mày đang học lớp 1 đúng không? Ừ, lớp 1. Nhà mình ở đâu? Trên xã Nậm Lành, thôn Ngọn Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Mũi vẫn chảy. Chảy mà. Xin chào tất cả mọi người nhé, đã quay trở lại kênh nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang. Hôm nay trời mưa, trong quá trình mình làm gia đình nhà em Vàng em Mỉ ấy, xây căn nhà cho hai vợ chồng thì có thấy hai vợ chồng báo cáo với Giang là cháu nó bị như có con nấc nó vào mũi này mà máu chảy liên tục mấy ngày hôm nay rồi. Nên là Giang cũng bảo em Vàng là dành chút thời gian đưa cháu xuống dưới này. Hiện tại Giang đang có mặt tại nhà mình thì bây giờ mình với em Vàng và cháu là sẽ lên trên bệnh viện để khám như thế nào tình hình để xem có nấc hay không ấy. Rất là nguy hiểm. Thôi trèo lên xe bố đi, trèo lên xe bố đi. Đi sau chú. Thì Giang với em Vàng với cháu là có mặt tại cái nhà riêng của cô Hương, là cô ấy trưởng khoa bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ ở tai mũi họng. Thì mình đến đây hỏi cô, hôm nay là chủ nhật mà, mình sẽ hỏi cô trong này là khám ngoài giờ hay không. Về nhà riêng của cô ấy. À em chào chị. Chị em hỏi là đây là chị là trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ mình đúng không ạ? À, em muốn nhờ chị xem thăm khám em cháu bé này. Hôm trước thấy bố mẹ nói bảo có con nấc ở trong ấy, nó chảy rất là nhiều máu 2-3 hôm nay rồi. Em muốn nhờ chị khám xem tình hình cháu như thế nào, cách lấy ra như thế nào để giúp cháu được. Vâng. Thì hôm nay là chị đi vào trong này cháu này. Vâng. Đang ăn cơm hả chị? Dạ, vâng, chị ăn cơm đi ạ. Vâng, không sao. Tại thì cô ấy đang ăn cơm, gia đình ăn cơm nên là mình đợi. Một lúc sau để xem vào tình hình như thế nào cháu khám rồi. Máu chảy rất nhiều một bên thôi nhỉ? Có chảy một bên thôi nhỉ? Chảy một bên thôi. Nhiều máu luôn này. Chảy mấy hôm nay rồi. Rất là nguy hiểm luôn. Thì bố cháu nói là về thấy cháu chảy máu mà cứ thấy nó con gì nó cứ chạy trong ấy. Thì ngứa khó chịu ấy. Rồi em mới nghi là khả năng con nấc. Cháu uống nước lá mà trên đồi. Cái gì đấy? Vào vào đi em. Với bố cháu, mong đóng cửa vào cho cô. Con nhá. Ừ. Ai à? Dưới đấy. Đây này hả chị? Ui ở đấy này không? Có con nấc đấy, to chưa? Úi giời ơi. Này mà không mang con đi cứ để như thế thôi chị ạ. Khổ đấy người đồng bào. Về tuyên truyền với đồng bào trên mình đấy. Vâng. Cái này thì em cũng đang làm thiện nguyện trên đấy mà. Đi giúp đồng bào khó khăn đấy. Thì đang xây nhà hai vợ chồng thì thấy cháu đi học về buổi chiều và chảy máu mũi, em mới bảo bị làm sao. Cháu bảo là nó khó chịu. Thấy chảy rồi hỏi bố cháu là thế tình hình hỏi con tiếng Hơ Mông như thế nào, nó bảo ngứa ngứa. Rồi. Nghi con nấc rồi. Bây giờ soi đây luôn nhá. Hình ảnh này cô chiếu ở trên màn hình đây. Nguy hiểm không? Mình ra đây mình giữ đầu con. Giữ đầu con cho con.
Ừ. Xem cô gấp. Sợ luôn. Lựa đấy, nó mà tụt thì mất là còn không ấy được thôi. Ừ. Ôi giời ơi, thấy chưa Vàng ơi, đấy, thế mà cứ để như thế, không phải sờ đâu, khóc cái gì, to từ lù mọi người nha, đây mọi người để nhìn thấy con nấc này, như con đỉa, như con đỉa luôn, giời ơi, không biết còn con nào không, đấy, để kiểm tra lại nữa, tra lại đã, thấy không, mày thấy không, sợ lắm, sợ chưa? Thế mà cứ để con như thế thôi, không báo cáo gì với anh, phải nói ngay về vấn đề gì, phải nói ngay, đưa đi khám rồi là lấy ra ngay. Để đốt cái gì cũng được. Đúng rồi. Cầm lấy hộ này. Cầm lấy cho cô, cầm, không phải sợ. Bóp 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 vào đấy anh nhá, không có tuột ra nó ra đấy. Này, mọi người thấy không sợ không? Để chưa chị kiểm tra thêm lần nữa mọi người nhá, xem là còn con nào không. Nó ghê luôn. Nhưng đây là soi thì chị soi bên này máy là có luôn nhé mọi người nhé. Có thể nhìn thấy được luôn đấy. Để những hình ảnh trực tiếp mà mình đi đưa cháu với bố cháu đi xuống này. Thì nó mấy hôm rồi mà. Nó đi. Nó chỉ hơi. Hát chi ra, hát chi ra. Nó nói tiếng tiếng nó mong cho cháu biết. Bản sử dụng. Không có, cháu lại không biết. Tỉnh quá. Cháu cháu cháu. Rồi, khám thêm lần nữa. Cháu cháu. Để cô kiểm tra thêm lần nữa xem còn con nào không. Nhìn rất rõ. Trật tự, trật tự. Có tí con kiểm tra cho nó hết cái này. Say nó mà chứ còn là cái không phải khóc, không phải khóc. Con ta say con ngồi yên kiểm tra lại con này không yên nó nhiều lắm. Đấy. Đó thì là tí nữa chú mua kẹo cho. Nhanh. Rồi, tí nữa chú mua kẹo cho nhá. Không có sao đâu. Tí nữa chú mua kẹo cho. Tao quả đấy cụ. Nhanh. Bên tí bảo con đi mua kẹo cho xem còn con nào không ấy. Đó thế này. Không khóc. Sao không khóc đâu. Nhìn. Đó, có con à. Sao bỏ con à. Thấy cả tháng mùa của chị cho tụi lấy sắp bỏ. Sắp bỏ dưới lọt. Mó chạy dưới lọt. Tí nữa thôi, khám tí thôi. Khám tí nữa, chú mua sữa cho. Liệu còn không nhỉ chị nhỉ? Không thì khám một tí nữa xem khám thôi. Nhờ khám đâu không phải tiêm đâu. Trong cái bên kia nào. Sao có những cú cho vào tầng sốc còn. Không còn không. Đã không cắn rồi. Đúng rồi. Đau đấy đừng có dùng là chọc vào đấy. Đó thì sao có là khám một tí thôi. Ôi nhỉ, chúa nhỉ. Nhìn thấy thế mà không sợ à? Không biết sợ. Kiểm tra thế nào? Kiểm tra thôi. Không còn không rồi. Sao hết rồi quá? Yếu, xe tạm trên phủ nó tên nước hả? Bên này không còn. Thế phủ ở khoa nhưng mà móp thịt này. Không thấy được. Nhiều quá. Chú đi lau đi. Ở đây không nhìn thấy con này đang sợ đây ở đây. Để xem là chú kiểm tra còn con nào không. Ví dụ nó có 2 con thì làm thế nào? 3-4 con thì làm thế nào? Hả? Sau này mũi con nó chảy máu ra về ốm này rồi là khổ bố mẹ chứ. Nhiều đứa gắt là mấy con thật đấy chứ. Vâng. Trước có trường hợp trên Hà Giang em cũng đưa cháu đi là 3 con. Ui dồi, lôi thành phanh ra. Đấy. Đấy là không bị ngứa nữa đúng không?
Bây giờ hết chưa? Cảm giác hỏi hỏi nó còn có ngứa cái kìa. Làm trên cam không? Ở đây nó còn đang sống này, thấy chưa? Cái này nó đấy, chết rồi. Chết thế nào được, nó cứ sống mãi mà. Nó có máu nó cứ sống thôi. Đấy, con nhìn thấy sợ chưa? Ừ, để cô kiểm tra lại một lúc nó khô đã. Vắt mũi, xỉ mũi cho nó sạch ấy. Để xem là em con còn thấy ngứa ở trong không? Hỏi hỏi cháu nó còn ngứa không? Gan vướng vướng cái gì không? Gan. Vướng không? À, con thương hâm mong em có thấy nó vướng, nó ngứa cái gì nữa không? Cái vướng ạ. Ừ. Một tí nó cố kiểm tra một lần nữa thôi, là mình về thôi. Ít bảo xe nhanh cho xong rồi nhá. Thì nó khô ấy, đừng khóc. Trong tay tí mẹ tên tên có cái cung máu máu cua ấy. Sóc cua lại, hả lên ngáo thôi. Trên cái máu hay sao nhỉ chị nhỉ? Máu. Trên cái máu rồi đó. Im nhá. Im thôi, đứng đó, đứng thế thôi. Nó hơi buồn một chút đây. Hết chưa? Đấy không phải. Thật thì nên mình không nhìn rõ được mọi người. Đây, những hình ảnh ở bên trong. Vâng. Không phải đâu các. Cắt một con rồi, may còn một con. Nhà. Nếu mà tối về nhá, em hỏi cháu là còn có ngứa không và máu nó còn chảy mình phải kiểm tra. À, nếu mà có vấn đề gì cái là alo điện cho anh hoặc là phải xuống ngay. Xuống nhà anh, anh lại tiếp tục đưa cháu đi. Bây giờ thì tình hình là để cô soi lại lần nữa rồi thì là chưa có ấy, phát hiện ra. Nhưng mà trong quá trình mình về ấy, nếu mà cháu bị ngứa thì mà thấy chảy máu nữa theo dõi ấy. Ừ. Có một cái là phải phải đi ngay, kể cả mình không có anh ở đây thì cứ xuống bệnh viện Nghĩa Lộ. Đấy, bảo các cô hoặc là trực tiếp ra đây này, hôm nay mình xuống nhà cô ấy. Biết đừng nói không có lời. Đây hoặc là vào bệnh viện đấy nhá, vào bệnh viện cũ ấy nhá. Ừ. Này, thấy ghê không? Lần sau nhá, lần sau mà con đi đừng uống nước lá ở trên đồi, trên suối ấy. Có nghĩa là vàng ạ, như mình rửa mặt này. Mình uống cái nước mà nó ở trong khe núi ra ấy. Cái nước mình uống ừ. Nước lần ấy, mình uống nước có nó không đun sôi ấy. Thì con trâu mà của em hay vào rừng ngày xưa nó uống ở trong rừng ấy, nó hay có con nấc đây, con trâu ấy. Nếu mà em đun nước chín ấy, sôi thì không sao, không vấn đề gì. Nếu mà mình uống nước sống lá là không được. Thì bà con ở trên đấy là hay uống nước lá mà. Đâm ra là rất là nguy hiểm. Đấy luôn mà. Chảy mấy hôm rồi chứ. Thế bảo cháu chảy mũi mấy hôm rồi, em mới bảo ôi sao cả nấc rồi, thế bảo ngứa đây. À, thôi thế thì phải xuống viện đi khám và gấp ngay. Như con đỉa, con này nấc thì trên vùng cao ấy mọi người ạ. Do là bà con này chưa hiểu biết rõ được cái nguồn nước trong khe núi ra là nó hay con nấc. Đấy, nhất là con trâu này, con bò này. Bởi vì là nước không đun sôi mà. Các cháu là cứ khát đi học phải uống nước, hay là vô tình cái nước nó rửa mặt thì là nó bám vào thôi, thì nó sẽ lớn dần ở trong mũi lên, nó cũng bắt đầu nhỏ lí tí ấy. Nhỏ hơn cái tăm rồi ăn là thì nó mới lớn to. Nên là cái tình trạng này là mình mong rằng là mọi người có con nhỏ trên vùng cao này lên tuyên truyền để cho mọi người biết được là tránh tình trạng là không nên dùng nước nó không được đun sôi và không được khử. Nhất là nước này là nó ở trong khe núi khe suối là nó hay khó lắm mọi người, rất là nhiều luôn đấy. Trên Tây Bắc không những trẻ nhỏ đâu mà những người lớn có thể vẫn bị đó. Rồi không biết sao rồi. Máu không sao rồi, khô rồi. Gan này. Đây. Ồ, ok rồi, không thấy ngứa nữa đúng không? Hỏi con mình không ngứa. Ok rồi nhỉ. Hãy rút kinh nghiệm nhá, rút kinh nghiệm lần sau uống nước cẩn thận nhá. Cái này nó còn nước nhưng mà đỡ nhá, có những trong đường thở nó tắc đấy. Còn có đứa còn chết đấy. Đúng rồi, tắc thở chết đấy. Mình không phải tại vì nó chui vào thôi.
bao giờ nó cứ theo ấy mà thôi. Cứ theo đường thở từ trên xuống nên là các bạn đường thở là chết. Cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay là cháu thì Giang cũng đưa cháu xuống đây thăm khám và cũng đã phát hiện là lấy được một con này. Rất là tốt rồi. Bây giờ thì chắc là Giang cũng phải đưa cháu với lại bố cháu về ấy. Thì hôm nay mình sẽ hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé. Tiếp tục truyền tải tới mọi người cái căn nhà em Vàng, em Mỉ xây đến đâu. Hai bố cháu, hai bố con trong đây thì mình cũng đợi từ hôm qua rồi. Hôm nay hai bố con mới xuống được.